Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Let's go. Một bức tranh. Gia đình. Và các bạn cần phải vào một tòa nhà này. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải đi kiếm chiếc chìa khóa. Thế thì để có chiếc chìa khóa thì mình sẽ vào trong này. Ở đây có một cái xô. Sau đó thì mình sẽ tìm đến chiếc giếng này. Let's go. Wow. Let's go. Cái này các bạn cần một chiếc búa. Tìm một chiếc búa. Đây rồi, mình sẽ quay lại. Ok. Ở đây có hai con ngựa nhìn vào nhau. Ok. Tiếp tục con thứ hai. Sau đó thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra. Rồi, let's go. Có tiếng gì đó. Cánh cửa bên này tự mở ra. What? Oh my gosh. Đây rồi. Mình sẽ lên đây mở. Oh my gosh. Đó là một ngôi nhà ma. Rất là kinh dị. Ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ hai, Granny Chapter 2. One day. Oh my god, bà ta vẫn ở chỗ này với ta chứ. Cho hai ông bà đi cùng nhau đi. Rồi ok. Vào đây chích chìa khóa để mở cái cửa này. Wow, bà ta cũng tự mở được cái tài chứ. Chứng tỏ bà ta cũng có chìa khóa. Ok, mình sẽ bỏ những món đồ vào đây. Oh my god. Oh my god. Wow. Today. Let's go. Ok, mình sẽ cất dần dần những món đồ này lên trên.
đây mới được một mảnh này, mất cả mảnh nữa đâu rồi. Vừa nãy là mình nhìn thấy hai mảnh luôn, và giờ chỉ thấy có một mảnh thôi. Let's go. Ở đây xem có gì không? Oh my god, đi rồi, wow wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ 3. Và từ cái này thì các bạn sẽ đi tìm 20 chiếc túi. Rồi let's go. Và mình đã lên tầng 2. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp ở tầng 2 này. Đủ 20 chiếc túi thôi. Thank you.
con. Đã đủ rồi. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, How of Slender đi là. Các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở căn phòng ở tầng dưới cùng. Sau đó các bạn lại tìm kiếm tiếp để thoát khỏi ngôi nhà ma. Tựa game này khá là dài các bạn nhé. Let's go. Khi có chiếc chìa khóa các bạn sẽ xuống đây. Khi các bạn tìm hết là tầng 1, các bạn sẽ lên tầng 2 tìm tiếp. Và khi đủ 8 mảnh giấy, các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa ở phòng đầu tiên. Trong phòng đó thì yêu cầu bạn phải tìm được 8 mảnh giấy. Khi đó các bạn mới lấy được cái chiếc chìa khóa cuối cùng. Và khi lấy chiếc chìa khóa thì sẽ xuống căn phòng cuối cùng ở dưới. Lúc đó thì các bạn sẽ tìm tiếp để làm sao để tẩu thoát khỏi nơi này. Tẩu thoát khỏi một ngôi nhà ma. Rất kinh dị luôn. Và ngôi nhà này khá là rộng. Wow, nào bắt đầu xuất hiện nhiều rồi. Đây là đứa con. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 5, Despite 2. Thank you.
Chappy, it looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your system will never wake up again. I stole your mind. Soon, I will destroy her forever and get out into reality. And Hermione won't last long without her. Ta nó bắt cóc của ta. Wow. Mình sẽ xem ở đây có gì không. Ok. Sẽ chuyển sang phần 2. Tiếp tục. Mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Slender 2. Ở từ cái này các bạn sẽ phải đi tìm kiếm 7 con ma. Nó sẽ lần vần trong cái map bản đồ này. Và các bạn sẽ bị ông Slenderman. Ông ta sẽ truy lùng và săn bắt các bạn. Trong cái khu này thì chắc là mình không dám đi đâu. Bởi vì nhìn thời tiết như thế này đã thấy khiếp rồi. Chưa nói đến lại đi săn lùng, săn bắt ma. Đó, các bạn đi xung quanh. Nhưng mà các bạn nên nhớ là đi những chỗ nào rộng thôi. Còn những chỗ nào chật hẹp mà chẳng may Slenderman xuất hiện thì các bạn sẽ không thể nào chạy được. Bởi vì khi ông ta đến gần các bạn thì ông ta sẽ bắt các bạn luôn. Và cũng là các bạn không thể nào ta nào tránh được. So, ok. Và mình sẽ chuyển sang tới game tiếp theo. Granny.
One Day. Let's go. What you give? Let's go. So mình sẽ lên trên này. Wow, bọn ta chặn đường luôn đây. Oh my gosh. Ở đây có một chiếc búa. Oh my god, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. What? Thử ấn yết xem như ta. Ok. Let's go. Wow, mình đang ở trên mái luôn. Trên mái nhà. Bây giờ mình sẽ đột nhập vào trong. Ok, và bây giờ thì sẽ đi vào đây. Tránh bị rơi. Rơi là đi luôn. Oh my god. Hiện tại thì mình đang trong một căn phòng.
một loại thuốc nổ. Đi luôn. Ho ho. Vậy không biết xuống dưới này kiểu gì. Đó là mình sẽ bên đấy. Đó được rồi. Xuống ngôi nhà của ông ta nào. Wow. Ta đang cầm cái gì đây? Hai người một lúc. Oh my gosh. Căn phòng này không có gì cả. Ok. Cái này lắp vào khẩu súng. Còn đây là gì? Một nơi chỗ tập tạ. Oh my gosh, đi rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.